quay trở lại với kênh Gà Công Nghệ của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà các bạn làm cái video nó có ảnh và nó đập theo cái nhạc, và sau khi mà các bạn tạo xong cái video này thì các bạn sẽ chia sẻ lên được ở trên TikTok và chia sẻ được lên trên tin ở trên Facebook nha. Đây là một đoạn video ngắn, chỉ tầm khoảng 30 đến 45 giây thôi nha. Ok, thì để làm được điều này các bạn hãy mở cái cửa hàng CH Play của bạn hoặc là cái cửa hàng App Store của bạn đối với những bạn xài iPhone nha. Các bạn chạm vào cái cửa hàng tải ứng dụng của bạn. Sau khi mà vào cái cửa hàng ứng dụng của bạn xong thì các bạn ở cái mục tìm kiếm ở phía trên đây, để các bạn tìm ứng dụng, các bạn gõ dùm cho mình cái chữ đó là CapCut nha. Các bạn gõ dùm cho mình chữ CapCut. Ở đây có chữ CapCut này, thì các bạn gõ cái chữ này. Sau khi gõ cái chữ này xong thì các bạn sẽ nhấn vào mục là tìm kiếm nha. Thì ở đây nó sẽ xuất hiện ra cái ứng dụng là CapCut nè. Các bạn sẽ tải cái ứng dụng này về. Còn do mình đã tải về rồi và nó đã cập nhật cái phiên bản mới thì mình sẽ chạm vào chữ cập nhật, hoặc là các bạn tải về rồi thì các bạn chỉ việc nhấn mở thôi nha. Sau khi mà mở cái ứng dụng này lên xong thì các bạn sẽ chạm vào cái biểu tượng giống như là cái biểu tượng video ở đây nè, ở phía dưới màn hình của bạn nè, biểu tượng ở đây. Các bạn chạm vào cái biểu tượng này và sau đó ở trên cái mục tìm kiếm ở phía trên cùng nè, các bạn chạm vào đó và các bạn gõ dùm cho mình cái chữ đó là ảnh đập theo nhạc nha. Các bạn gõ chữ là ảnh đập theo nhạc này thì ở đây nó sẽ xuất hiện ra những cái mẫu có sẵn để cho các bạn lựa chọn và các bạn sử dụng nha. Thì đối với những cái mẫu này thì nó sẽ có một cái bài nhạc cố định mà các bạn sẽ không sửa được cái bài nhạc này nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ chọn một cái mẫu, ví dụ như mình chọn cái mẫu này đó, nó sẽ và nó có nhạc sẵn. Các bạn sẽ lựa chọn và xem, nghe và lựa chọn những cái mẫu mà các bạn mong muốn, và sau khi mà chọn xong thì các bạn sẽ chọn vào cái phần đó là sử dụng mẫu nè. Các bạn chạm vào đây. Sau khi chạm vào chữ sử dụng mẫu này xong thì các bạn sẽ lựa chọn ở bên cái mục là hình ảnh nè, các bạn chạm vào cái phần là hình ảnh. Sau khi chạm vào hình ảnh xong á thì ở đây nó kêu là có 11, 18 tấm ảnh, 23 tấm ảnh thì tùy nha. Các bạn sẽ lựa chọn những cái tấm ảnh mà theo như của cái ứng dụng này, có tùy, có những cái thì nhiều và có những cái thì nó sẽ ít nha. Đó, có cái thì sẽ nhiều và có cái sẽ ít. Rồi các bạn cứ nhập vào. Các bạn cứ nhập vào. Đến khi nào mà nó xuất hiện một cái chữ đó là cái chữ là xem trước nè. Các bạn chạm vào cái chữ xem trước nè. Ở đây nó có chữ xem trước nè. Sau khi mà các bạn đã nhập đủ cái số ảnh của cái mẫu này thì các bạn nhập vào cái chữ xem trước nè. Rồi các bạn nhấn vào đây. Đó, thì nó sẽ xuất hiện ra đây cho các bạn cái mẫu này. Đó là mẫu ảnh đập theo nhạc. Tùy các bạn có thể lựa chọn xem cái mẫu trước khi mà các bạn sử dụng nha. Ví dụ như sau khi mà mình lựa chọn cái mẫu này xong thì mình sẽ chạm vào chữ xuất ở phía trên góc bên phải nè. Mình sẽ chạm vào chữ này, chữ xuất ở đây. Sau khi chạm vào chữ xuất ở đây thì nếu như mà các bạn muốn không có hình mờ thì các bạn xuất không có hình mờ nè. Các bạn chạm vào chữ này. Hoặc là, và các bạn nhớ là lựa chọn cái chất lượng nha. Cái chất lượng thì mình khuyên là các bạn nên chọn 1080 để cho nó chất lượng nó cao nha. Rồi, nếu mà các bạn có thể lựa chọn là xuất đăng lên trên, bình thường thì ở đây nó sẽ xuất và đăng lên trên TikTok nha. Còn nếu như các bạn chọn cái phần xuất ở phía dưới này nè thì nó sẽ xuất và nó lưu vào trong cái thư viện và không đăng lên trên TikTok nha. Thì bây giờ mình sẽ chạm vào chữ xuất này để cho lưu vào thư viện nha. Rồi. Ok, sau khi mà nó load xong thì nó sẽ báo cái chữ là đã xong. Và các bạn có thể chia sẻ lên trên TikTok hoặc là trên Facebook hoặc là Instagram hoặc là những cái ứng dụng mà các bạn thích, thì các bạn có thể nhấn vào chữ khác ở đây nha. Các bạn nhấn vào chữ khác này. Rồi, xong sau đó các bạn quay trở lại và các bạn quay trở ra màn hình chính và các bạn vào trong cái thư viện ảnh của bạn nè, trong bộ sưu tập nè. Và các bạn tìm thì các bạn sẽ thấy cái video đó xuất hiện ở phía trên nè. Đó, như mình đã xuất hiện ở đây nè. Mình vừa mới tạo xong và có kèm nhạc sẵn luôn nha các bạn. Các bạn chỉ việc là lựa chọn những cái tấm hình mà các bạn muốn đưa vào để cho nó đập theo nhạc thôi. Và ở trên cái thằng CapCut này có khá là nhiều mẫu, các bạn có thể tùy chọn những cái mẫu ở trên đó nha. Ok, thì vừa rồi mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái cách để mà các bạn làm cái video mà có ảnh đập theo nhạc để các bạn chia sẻ lên trên TikTok hoặc là trên Facebook nha. Nếu thấy cái video này của mình hay thì các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và xem thêm video mới để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác hay hơn.